Tiểu thuyết Covadis, tác giả Henry Sienkiewicz, người dịch Nguyễn Hữu Dũng, người đọc Trân Châu. Chương 74, ông Perunius đã không nhầm. Hai hôm sau, chàng nạc qua trẻ tuổi, người lúc nào cũng tốt bụng và tận tụy với ông, phái một nô lệ giải phóng đến Cumae, mang theo tin tức về tất cả những gì đang diễn ra trong hoàng cung. Cái chết của Perunius đã được phán quyết. Ngay chiều hôm sau, người ta sẽ phái một viên centurion mang tới lệnh bắt ông phải dừng lại ở Cumae chờ chiếu chỉ. Rồi vài ngày sau, một điệp sứ khác sẽ mang tới cho ông bản án tử hình. Với vẻ bình thản không một chút xao động, Petronius nghe hết mọi tin tức của người nô lệ giải phóng rồi nói: "Ngươi hãy mang về cho chủ ngươi một chiếc bình quý của ta mà ngươi sẽ được giao trước lúc lên đường. Hãy thưa lại với ngài rằng ta thành tâm cảm ơn ngài. Vì như thế này ta có thể ra tay trước khi có bản án." Và đột nhiên ông bật cười, nhưng người vừa chợt nảy ra một dự định tuyệt diệu, vui sướng trước khi bắt tay vào thực hiện. Ngay chiều hôm ấy, nô lệ của ông tỏ đi mời tất cả các vị cận thần nam và nữ đang có mặt tại Cumae đến dự tiệc ở cái biệt thự tuyệt đẹp của con người mẫu mực và trang nhã này. Còn ông suốt mấy giờ liền buổi chiều, ông ngồi viết trong thư viện, sau đó ông đi tắm, ra lệnh mặc cho mình một bộ vest public, rồi phong lưu thanh nhã tuyệt vời như các vị thần. Ông ghé qua phòng tiệc xem xét việc chuẩn bị với con mắt của một nhà sành sỏi. Sau đó ông ra giường, nơi bọn tiểu đồng cùng các thiếu nữ Hy Lạp trẻ trung mua qua ở các vùng đảo về đăng tết những dòng hoa hồng cho dạ tiệc. Nét mặt ông không hề gợn một chút ưu tư. Gia nhân chỉ nhận biết được rằng bữa tiệc này là một cái gì đó đặc biệt, thông qua việc ông ra lệnh ban những phần thưởng khác thường cho những người khiến ông hài lòng và xử phạt nhẹ nhàng những kẻ không làm ông vừa ý, cùng những ai trước đó đã bị ông quở phạt. Ông ra lệnh trả tiền trước một cách hào phóng cho bọn sướng ngâm và ca công. Và sau hết, ông ngồi trong giường dưới bóng cây dẻ gai, nơi ánh mặt trời dọi qua tàn lá đang thành những mảng sáng trên mặt đất, rồi cho gọi nàng Eunice đến. Nàng tới, vận bộ y phục màu trắng với một nhành xin thơm trên mái tóc, trông tuyệt vời như một tiên nữ Carita. Ông cho nàng ngồi cạnh, rồi khẽ chạm mấy ngón tay vào thái dương nàng. Ông ngắm nhìn nàng với một tình yêu mến nồng nàn, như cái nhìn của một người sành nghệ thuật chiêm ngưỡng một pho tượng thần được hiện hình dưới bàn tay của một bậc nghệ nhân trác tuyệt. Anice, ông bảo nàng, em có biết rằng từ lâu em không còn là nô tỳ nữa. Nàng ngước đôi mắt trầm tĩnh xanh thẳm như sắc da trời nhìn ông, khẽ lắc đầu phản đối. Em mãi mãi là nô tỳ, thưa ông chủ, nàng đáp. Song có thể em không biết rằng, ông Petronius trả lời, cả tòa biệt thự này cùng các nô tỳ đang tết dòng qua nơi kia và tất cả mọi thứ khác, cả ruộng đồng lẫn gia súc, từ hôm nay sẽ thuộc về em. Nghe thấy thế, Eunice bỗng dịch ra xa ông và bằng giọng nói âm gian một nỗi lo lắng bất chợt, nàng hỏi, sao người lại nói với em điều ấy, thưa ông chủ? Rồi nàng xích lại gần và đăm đăm nhìn ông, mắt chớp kinh hoàng. Giây lát sau, mặt nàng trắng bệch như màu giấy trắng, còn ông vẫn tiếp tục mỉm cười, mãi sau mới buông một tiếng gọn lõn, phải. Một giây im lặng bao trùm, chỉ có làn gió nhẹ khe khẽ sao động lá dẻ gai. Ông Petronius hoàn toàn có thể cho rằng trước mặt ông là một pho tượng tạc bằng đá cẩm thạch trắng. Eunice, ông nói, ta muốn được chết một cách thanh thản. Thiếu nữ nhìn ông với nụ cười đau đớn thì thầm, em xin dâng, thưa ông. Buổi tối, khách khứa, những kẻ hơn một lần được dự tiệc tại nhà ông Petronius và hiểu rằng so với những buổi tiệc ấy, thì ngay cả đến tiệc của hoàng đế cũng tỏ ra buồn chán và thô thiển, bắt đầu lũ lượt kéo tới. Song không một ai thoáng có ý nghĩ rằng đây là bữa tiệc cuối cùng. Quá tình cũng có nhiều người biết rằng trên đầu vị cận thần phong nhã này đang dần vũ những đám mây đen thật sủng của hoàng đế. Song chuyện ấy đã từng xảy ra biết bao nhiêu lần, và cũng đã biết bao nhiêu lần ông Petronius biết cách xua tan những đám mây đen ấy chỉ bằng một hành động khôn khéo và một lời nói thanh tao, khiến cho không ai có thể ngờ rằng lần này mối nguy hiểm nghiêm trọng đang đe dọa ông. Giả chăng nét mặt vui vẻ và nụ cười đầy vẻ vô lo của ông khiến người ta càng tin vào điều ấy. Trong những đường nét thiên thần của mình, nàng Eunice tuyệt sắc được ông thổ lộ rằng muốn được chết thanh thản. Người mà mỗi lời ông nói đều là lời phán quyết, vẫn giữ được vẻ bình thản. Duy chỉ trong đồng tử của nàng có một thứ ánh sáng khác lạ mà người ta có thể đọc thành nỗi hân hoan. Ở cửa vào phòng tiệc, những tiểu đồng tóc bọc trong lưới vàng đặt những vòng hoa hồng trên đầu khách và theo phong tục canh sao cho họ bước qua ngưỡng cửa bằng chân phải. Trong gian phòng lớn thoang thoảng mùi hoa đồng thảo, ánh sáng rung linh trong những chiếc đèn nhiều màu sắc làm bằng thủy tinh Alexandria. Đứng bên ghế dài là những thiếu nữ Hy Lạp có nhiệm vụ xoa dầu thơm vào bàn chân cho khách. Kề bên tường, bọn nhạc công đàn tranh và các ca công thành Athens đang chờ hiệu lệnh của viên quản ca.
Những thức ăn đựng đầy trên bàn tiệc choáng lộn vẻ xa hoa, song cái vẻ lộng lẫy kia không gây cảm giác nặng nề cho một ai và cũng không khiến ai phải khó chịu, dường như tự nó đã toát lên vẻ trang nhã cùng với mùi hoa đồng thảo, sự vui vẻ và thoải mái tràn ngập trong phòng. Bước vào đây, khách không hề cảm thấy có sự cưỡng bức hay mối đe dọa nào treo lơ lửng trên đầu như cái không khí thường có trong các buổi tiệc của hoàng đế, nơi mà ngay cả những lời tán dương cũng không đủ độ tân bốc hay không được đúng chỗ đối với một khúc ca hay một bài thơ, cũng có thể phải được trả giá bằng tính mạng. Tim các thực khách càng thêm phấn khích trước quang cảnh đèn nến sáng choang, những chiếc độc bình quý mỏng manh, những chiếc bình rượu nho úp lạnh trong lớp vỏ tuyết trắng xóa cùng các món sơn hào hải vị. Những câu chuyện bắt đầu râm ran như tiếng đàn ông bay quanh cây táo đang rộ qua, chỉ thỉnh thoảng mới bị gián đoạn bởi một nhịp cười rộ lên vui vẻ, bởi tiếng xích xoa tán thưởng hay một cái hôn thành tiếng quá kêu được đặt trên một bờ vai trắng muốt. Trong khi uống rượu nho, khách khứa đều gãy từ mỗi cốc ra vài giọt rượu để hiến dâng lên các vị thần linh bất tử, cầu họ phù hộ cho chủ nhân. Có hề chi đâu chuyện nhiều người trong đám thực khách không hề tin vào thần thánh, phong tục và tín ngưỡng buộc phải thế. Nằm bên cạnh Eunice, ông Petronius tham gia vào những câu chuyện thời sự ở Roma về những đám ly dị mới nhất, về tình ái, chuyện trăng hoa, về các cuộc đua xe, về chàng Spiculus, người mới nổi bật trên đấu trường trong thời gian gần đây, về những quyển sách mới ra ở nhà Atratus và Cesus. Vừa gãy những giọt rượu nho, ông vừa nói rằng ông chỉ gãy rượu dâng hiến bà chú Ship, người lớn tuổi và vĩ đại nhất trong tất cả các thần, người duy nhất bất tử vĩnh hằng đầy quyền lực. Câu chuyện của ông giống như một tia nắng mặt trời đang nhảy nhót, mỗi lúc một chiếu vào một đối tượng mới, giống như một hơi gió mùa hạ làm sao động hoa lá trong vườn. Lát sau, ông gật đầu ra hiệu cho viên quản ca, và theo hiệu lệnh của anh ta, những cây đàn tranh khe khẽ lên tiếng, rồi những giọng hát trẻ trung hòa theo. Sau đó các vũ nữ đạo Cos, những người đồng hương với nàng Elise, bắt đầu phô diễn những tấm thân hồng hào với lực giải the trong suốt. Cuối cùng, một thầy giỏi Ai Cập tuyên đoán tương lai cho khách dựa trên chuyển động của những con cá tráp sặc sỡ màu sắc cầu dầm đang bơi lội tung tăng trong một chiếc bình pha lê. Khi họ đã chán những trò vui ấy, ông Petronius hơi nhổm người dậy trên chiếc gối Siri của ông và cất tiếng nói với vẻ không mấy hào hứng. Thưa các bạn, hãy lượng thứ cho tôi vì trong tối vui mà lại ngỏ lời cầu khẩn này cùng các bạn. Xin mỗi vị hãy vui lòng nhận một chiếc tách này làm quà. Và trước tiên xin hãy để rơi vài giọt rượu dâng lên các vị thần cầu phúc cho tôi. Những chiếc tách quý của ông Petronius lóng lánh ánh vàng, ánh ngọc và những hình chạm trổ tuyệt xảo, nên mặc dầu chuyện ban phát quà tặng là chuyện thường tình ở Roma, trái tim của các thực khách vẫn tràn ngập nỗi hân hoan. Một số người bắt đầu cảm ơn và lớn tiếng ca tụng ông. Số khác trầm trồ rằng ngay cả đến thần Jupiter cũng chưa bao giờ ban phát cho các vị thần trên núi Olymp món quà nào quý đến thế. Cũng có những kẻ còn ngần ngại chưa dám nhận một món quà vượt xa mọi mực thức thông thường. Còn Petronius, ông nâng cao chiếc bình cổ quý giá vô song rực rỡ muôn ánh hào quang như sắc cầu vồng và nói: "Bình rượu này tôi xin dâng lên bà chúa Ship, cầu cho từ nay không còn kẻ nào được chạm đôi môi vào đây, không một bàn tay nào còn được rót rượu từ chiếc bình này để dâng hiến nữ thần nữa." Rồi ông ném mạnh chiếc bình quý xuống sàn nhà trải đầy hoa kỷ phù lam màu tím, và khi nó dở tan thành vô vàn mảnh vụn trước những cặp mắt bàng hoàng của những người chung quanh, ông nói tiếp: "Các bạn thân mến, hãy vui lên đi, thay vì kinh ngạc. Sự già nua bất lực là bạn đồng hành buồn thảm của những năm tháng cuối cùng của đời người. Song tôi sẽ chỉ cho các bạn một tấm gương tốt cùng một lời khuyên tốt. Các bạn đừng nên chờ đợi chúng, mà trước khi chúng kịp đến, hãy ra đi như tôi sẽ ra đi. Ngài muốn làm gì vậy?" Dài giọng lo lắng hỏi. "Tôi muốn được vui, muốn uống rượu nho, muốn được nghe âm nhạc, được ngắm những đường nét thiên thần mà các bạn trông thấy cạnh tôi đây, rồi sau đó được thiếp đi với mái đầu mang vòng hoa này. Tôi đã có lời từ biệt với hoàng thượng và không hiểu các bạn có muốn nghe những gì tôi đã viết cho người hay chăng?" Nói đoạn, ông rút ra từ dưới chiếc gối màu tía ra một bức thư rồi cất tiếng đọc. Bức thư đó như sau: "Tâu hoàng thượng, tôi biết rằng hoàng thượng đang nóng lòng trông đợi nên tôi đến, rằng trái tim bạn bè trung thành của người đang ngày đêm nhớ thương tôi. Tôi biết rằng hoàng thượng sẵn lòng ban thưởng cho tôi bao bổng lộc và trao cho tôi chức tổng quản cấm quân. Còn Tisinus thì người sẽ bắt hắn phải làm cái việc mà các thần đã muốn hắn phải làm khi sinh tạo hắn ra, là một tên quản la trên đất đai của hoàng thượng.
những đất đai mà người được hưởng quyền thừa kế sau khi đã đánh thuốc độc Domitia. Xong chinh người hãy lượng thứ cho tôi, vì thề có Hades, chốn địa ngục đang thấp thoáng hình bóng của Thái hậu, Hoàng hậu và Hoàng đế của người, cũng như hương hồn ông Seneca. Tôi không đến chầu Hoàng thượng được. Bạn thân mến của tôi ơi, đời người là một kho báu vô song, mà tôi là kẻ biết lựa tìm trong ấy những thứ ngọc ngà quý nhất. Song trong cuộc đời cũng có những thứ mà tôi không thể chịu đựng lâu hơn được nữa. Ồ, xin chớ vội nghĩ rằng tôi không chịu đựng được diện bạn đã giết mẹ lẫn vợ cùng em, việc bạn đã đốt trụi Roma và đẩy đi Erech tất cả những người trung thực ở quốc gia này. Không phải đâu, hưa chắc đích tôn của thần Cronos, cái chết vốn là khẩu phần chia theo đầu người, và chẳng đâu có thể trông chờ ở bạn một hành động nào khác thế. Xong phải chịu hỏng tay thêm bao nhiêu năm nữa vì tiếng hát của bạn, phải nhìn đôi giò khẳng khiu của bạn dung dẫy trong điệu vũ bi hay, phải nghe tiếng đàn của bạn, lời ngâm sướng của bạn cùng các bản trường ca của bạn, thì hỡi chàng thi sĩ tội nghiệp của vùng ngoại ô ơi, những điều ấy quá là vượt quá sức chịu đựng của tôi và khiến tôi muốn chết. Roma phải bịt tai khi nghe bạn, thế giới cười mỉa mai bạn, còn tôi không muốn và cũng không thể chính mặt ngượng gì bạn lâu hơn nữa được. Bạn thân yêu của tôi, đối với tôi tiếng gào hú của con chó ba đầu sẹt be, dù là gần giống tiếng hát của bạn, vẫn còn dễ nghe hơn. Bởi lẽ chưa bao giờ tôi phải là bạn của nó, và tôi cũng không có nghĩa vụ phải xấu hổ vì giọng của nó. Mạnh khỏe nhé, nhưng xin đừng ca hát, cứ giết chóc đi nhưng chinh sớ làm thơ. Hãy đầu độc nữa đi, nhưng đừng cố múa mai, đốt phá tràn lan đi, nhưng đàn tranh đừng gái. Đó là lời chúc, cũng là lời khuyên bằng hữu cuối cùng mà trọng tài Phong Nhã gửi tới bạn. Các vị thực khách kinh hoàng, bởi họ hiểu rằng giá Neho có bị mất tất cả quốc gia đi chăng nữa, thì đối với ngài ngón đòn ấy còn ít độc địa hơn. Họ cũng hiểu rằng người viết bức thư này sẽ phải chết, và một nỗi lo sợ cho chính mình dây lấy họ, bởi vì họ đã nghe đọc bức thư kia. Nhưng ông Petronius bật cười thoải mái và vui vẻ, dường như đó chỉ là một trò đùa vô tội nhất, rồi đưa mắt lướt qua những người có mặt, ông lại cất tiếng nói, các vị hãy vui lên và hãy xua đuổi nỗi âu lo, chẳng ai phải tự khoe là đã được nghe bức thư này của tôi, có lẽ khi nào rỗi rãi tôi sẽ khoe nó với ông lão Charon. Rồi ông ra liệu cho vị danh y Hy Lạp và chìa cánh tay cho ông ta, khi trong nháy mắt, người thầy thuốc Hy Lạp đã quấn một mảnh băng vàng quanh tay ông và mở mạch máu ở khuỷu tay, máu giọt ra, vẽ lên chiếc gối lót đầu và cả người Eunice. Nàng đỡ lấy đầu ông Petronius, cúi xuống với ông và nói, người ơi, người nghĩ là em sẽ bỏ mặc người chăng? Dù các thần có ban cho em sự bất tử, dù hoàng đế có nhường cho em quyền trị gì cả thế gian này chăng nữa, em vẫn nguyện đi cùng người. Petronius mỉm cười hơi nhõm người lên, chạm môi vào đôi môi nàng rồi đáp, em hãy đi cùng ta. Rồi ông nói thêm, em quả là yêu ta, hãy nữ thần của ta. Nàng chìa cho nhà danh y cánh tay hồng hào của mình, và giây lát sau, máu nào bắt đầu tràn ra, hòa vào dòng máu của ông. Ông Petronius ra hiệu cho người quản ca, tiếng đàn tranh và giọng hát lại vang lên. Đầu tiên người ta ca bản Ormodios, sau đó vang lên một khúc ca của Anacreonte. Trong đó thi sĩ phàn nàn rằng ông nhặt đặt trước cửa nhà mình một đứa trẻ lạnh tái đã khóc hết cả hơi, con trẻ của nữ thần Aphrodite. Ông mang nó vào nhà sưởi ấm, hong cho khô đôi cánh, thế mà đứa bé vô ơn ấy lại dùng một mũi tên vàng xuyên thủng trái tim ông để trả ơn, và từ đó ông mất đi sự yên tĩnh. Còn họ tựa người vào nhau, đẹp như hai thiên thần, vừa nghe hát vừa mỉm cười trong khi người họ cứ nhợt nhạt dần đi. Khi bài ca kết thúc, ông Petronius ra lệnh mang thêm rượu nho và thức ăn ra, rồi ông lại trò chuyện cùng các thực khách ngồi cạnh về những câu chuyện tầm phào nhưng dễ yêu mà người ta vẫn thường nói với nhau trong các bữa tiệc. Ông gọi nhà danh y Hy Lạp lại, ra lệnh tạm thắt lại mạch máu một lúc vì ông cho rằng cảm thấy buồn ngủ và muốn được khiến cho thần ngủ Hypnos thêm một lần nữa trước khi thần chết Tatanos ru ông vào giấc ngủ thiên thu. Ông thiếp đi, khi tỉnh dậy, đầu người thiếu nữ đã ngã trên ngực ông như một đóa hoa màu trắng. Ông bèn tựa đầu nàng vào gối để ngắm nàng lần nữa, sau đó người ta lại mở mạch máu ra cho ông. Đáp lại cái gật đầu của ông, các ca công bắt đầu ngân nga một bài ca khác, cũng của Anacreonte. Đàn tranh chỉ khẽ đệm theo để không át mất lời ca, Petronius mỗi lúc thêm nhợt nhạt. Song khi những thanh âm cuối cùng vừa lắng đi, ông còn ngoảnh lại nhìn các thực khách lần cuối và nói, các bạn ơi, hãy thừa nhận rằng cùng với chúng tôi đã chết đi cả. Ông chưa kịp nói hết, bằng một cử động ông ôm lấy Eunice, đầu ông ngã ra gối và qua đời.
Nhưng nhìn hai tấm thân trắng ngà tựa những pho tượng tuyệt vời ấy, các thực khách đều hiểu rõ rằng cùng với hai con người kia đã chết đi những gì còn sót lại của thế giới của họ, đó là Thi Ca và Cái Đẹp.